ngàn thở để dặm thòm bầu nước với vỏ cồn. Ngày đợt chưa hết tháng, tớ đàn dội đứt ngang, đỡ vỡ cầu tí thang. Lời thốt vừa mới nghe qua, khiến lòng dạ của má nhà dường thương mến gã. Rất mài trong vô lâm tiền mà gặp được khách tài ba, ây mới đang trì ầm xin vì tôi chớ nên nghe ngại xuống tiền cho hầu kỳ nhớ buổi hôm nay. Người niên thiếu dám đâu hững hờ, giữa đêm sương đậm cánh mờ chủ khách mới gặp nhau, lòng muốn thư tài cha tiều phu má nhà nói lại đường ta. Nhìn tiểu sinh bảo qua mấy lời, muốn trò đây đó hiểu lầm cùng nhau khỏi ngại nghi. Tôi xin đơn chẳng một bài tiểu sinh cuối xin dân dạy, tôi sẵn lòng hầu tinh dầu sợ chó xin lượng thứ tha. Thượng đại phu ôm đàn liền thải mây khúc nhà bóng trầm, tiểu phu vang tiếng khen rằng vĩ tài đại nhân cao sơn. Nhúng dậy đồi non tơ đàn như quyền áo mơ màng, càng tỏ tỏ tánh phong lưu. Hay hay khen tài lù thị trường gian, mến mang thích cảnh nước trời. Dội vàng đứng dậy bắt lấy tài, nhờ thứ già hôm nay lão khách mai gặp bạn anh tài cùng chung tử kỳ thật tiểu sinh. Chuyện trò vui vẻ tốt tăng, tiếc gì gặp nhau quá muộn ngâm trong đời mấy bậc tri âm đã.